6 tháng đầu năm, nhóm các mặt hàng nông sản chính vẫn đạt giá 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, để đạt được mục tiêu xuất khẩu cả năm, ngành nông nghiệp đẩy mạnh giải pháp xúc tiến, mở rộng thị trường xuất khẩu trọng tâm vào các sản phẩm khả năng tăng giá trị xuất khẩu cao như trên để bù vào những sản phẩm dự kiến có khả năng không đạt chỉ tiêu xuất khẩu cả năm. Như tháng vừa rồi được tăng 2% so với tháng trước. Mà nếu cái đà mà tăng lên thì hết quý 2 là chúng ta có thể bằng năm 2022. Thế mà hết năm thì chúng ta có thể đạt 54 tỷ đô la. Mặc dù trong hoàn cảnh rất khó khăn. Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu rau quả trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh chưa từng có, giá trị kim ngạch đạt 2,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Và với tốc độ tăng trưởng này, cả năm xuất khẩu rau quả có thể đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ, hứa hẹn đóng góp đáng kể vào mục tiêu xuất khẩu của cả năm. Là đối với thị trường Trung Quốc và thị trường châu Âu, sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức những cái kết nối để làm sao diễn đàn kết nối để làm sao mà đã tiệm cận được thị trường rồi thì doanh nghiệp chúng ta sẽ mở rộng được và gia tăng được cái kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường có liên quan. Hiện Trung Quốc là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang thị trường này chiếm tới 21,4%, kế sau là Hoa Kỳ và Nhật Bản.